Hello, chào các bạn. Thì hôm nhà mình có một cái hũ mắm tép, thì tự nhiên mình thèm thịt luộc với đậu gồng chấm mắm tép. Thì dạ mình đi chợ mình có dặn mua đậu gồng với cục thịt về thì mình luộc. Luộc chín rồi thì bây giờ mình sẽ sắt nó ra. Thì trước khi luộc thì mình muốn cho mau chín, mình sắt mỏng 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 như này cả nhà. Một cái nhanh chín lắm. Mình cũng sơ chế làm bỏ gừng với rượu trắng vô nó để thôi. Bây giờ mình sẽ sắt cái nha. Giờ mình chưa hết mình sắp mấy cục bự 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 đi. Vậy cục bự 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 như này mình ăn cho nó ngon. Rồi sau nữa mình sắt mỏng 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 lại. Chủ yếu mình sắt mỏng mỏng là cho vợ con mình ăn luôn cả nhà. Thịt luộc vừa xong thì sắt nóng lên khói hun ngút luôn ha. Giờ sắp mỏng 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 vậy nè, một lát nữa mình sẽ sắp vô dĩa nghe nè. Xong hai miếng cho nó qua một bên đi. Bây giờ mình sắp tiếp một miếng nữa nghe nha. Mấy miếng mình sắp dày dày vậy thì mình ăn mấy miếng mỏng 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 như này. Sắp vợ con mình ăn. Rồi lạng lạng lạng. Lạng cho nó mỏng mà thấy nó miếng thịt đó. Nó to to một chút. Bây giờ sắp xong mình sẽ sắp đậu gọng vô dĩa nữa nha. Cái này trang trí làm cho nó đẹp đẹp một chút thôi. Một chút xíu cũng ăn hết trơn. Thì giờ mình được mớ đậu gồng mình sắp vô vậy đó. Bây giờ mình sẽ bỏ thịt chưa nha. Thì mình để như lắm thớt ấy, mình lấy cái dao mình xúc mình để luôn không có mà lại bóc tay gì đâu cả nhà. Thì thấy hũ mắm tép rồi thấy nó ngon á, mình nhớ đậu gồng trong mắm tép ăn nó rất là ngon nha. Giờ mình sẽ để cái dĩa mắm tép lên mình trộn rồi có bỏ củ kiệu đi vô nó thấy ngon cả nhà. Thịt luộc đậu gồng mình sẽ bỏ thịt luộc bỏ mắm tép rồi với mấy củ kiệu lên mời cả nhà luôn cả nhà ăn nhai nó giòn nghe rượu 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 ngon. Rồi mình làm thêm miếng thứ hai nha, đậu gồng nó giòn nó ngọt nó hơi chát chát. Mắm tép thì nghe nhà cũng biết là mới ngon. Cái củ kiệu nó nồng nồng nữa. Ăn im luôn cả nhà. Rồi cả nhà làm thử cả nhà. Quá trời ngon. Video này thì mình làm xong rồi mình lọc tiếng lại cái nhà rồi mình xem rồi mình lọc tiếng lại thấy chảy nước miếng luôn. Mình thấy mình ăn mà chảy nước miếng thì mình sẽ kết thúc video đây tại đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cả nhà, bye bye cả nhà.